Chưa thấy dễ chịu chưa? Cảm ơn Sophie. Tôi cần một cái áo sạch thay cho cái áo này. Chắc phải đi ăn trộm, chứ áo đâu mà có sẵn. Em có thể mua giùm tôi mà. Sao lúc nãy chú không chịu nói luôn? Tại lúc nãy tôi không nghĩ tới. Cởi ra rồi mà mặc vô lại thì... Nhưng mà bây giờ tôi dắt xe ra nữa là có chuyện đó. Sao vậy? Tôi còn phải làm việc chứ đâu phải muốn đi đâu là đi đâu. Chú gọi điện cho ai, chú gọi đi, tôi đi ra ngoài. Đúng là chiếc Camry của mình anh ơi. Biết tụi nào gửi không? Em có xem camera nhưng mà không có nhìn rõ mặt. Nó đeo khẩu trang, đội nó kính mít à. Bán giấy tờ thôi, lấy xe về. Chưa chắc gì nó cho mình lấy xe. Tụi nó có bảo kê. Chứ xe ăn cắp, tụi này muốn ở tù chắc à. Tao nghe. Dạ, tụi em đã qua cửa cây xuống trình, nhưng mà không nghe thấy gì hết. Tìm mấy quán cà phê gần đó, ngồi hóng chuyện, biết chưa đồ ngu. Dạ. Số lạ. Chắc có liên quan tới anh Tư. Để coi sao. Hai Thạch nghe. Anh hai, em đây. Thật tự hại. Mày đang ở đâu vậy? Em đang ở chỗ an toàn. Em bị thương ở ngực rồi. Mày, có nặng không? Em băng lại rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Em không biết. Nhưng mà có người đang cố giết em. Mày đang ở chỗ nào? Để tụi nhỏ đến đó. Lúc này thì không được. Sao vậy? Xe đuổi tới người cứu em. Nếu như tụi nhỏ xuất hiện ở đây. Rồi bây giờ sao? Em sẽ tính. Rồi báo với người sao? Anh nhìn ta cẩn thận nha. Hình như có ai đó đang âm mưu hãm hại anh em mình. Mày đang ở chỗ nào? Có an toàn không? Tạm thời vẫn an toàn. Vậy nha. Alo. Có chuyện gì vậy? Hồi nãy thằng Ba Trí đi công việc với ai? Dạ đi có một mình à. Mày tới chỗ Ba Trí có gì hỗ trợ nó? Tao không yên tâm khi đã có chuyện với thằng Tư đâu. Dạ. Áo của chú đó. Cảm ơn. Chú có đủ tiền mua áo không? Tôi bán. Chắc tôi không đủ tiền rồi. Mà em tìm ở đâu ra vậy? Tôi đi ăn cắp thiệt đó. Nếu ông anh tôi mà biết á, chắc sẽ lồng lộn lên vì mất của. Khổ là ở đây chưa bao giờ có trộm hết. Cảm ơn Susie. Tôi sẽ đền bù. Bằng cách nào? Bằng tiền hả? Đúng là cách hành xử của giang hồ. Em biết dân giang hồ hành xử ra sao hả? Thì giống như mấy ông anh của tôi đó. Lúc nào cũng tiền là trên hết. Tôi không phải giang hồ. Vậy chú là ai?
là người tốt. Người tốt, người xấu gì máu cũng đỏ như nhau à. Có trời mới biết được. Em cứ gọi người bắt tôi đi. Chú nói đấy nha. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Uống miếng nước cho ấm bụng nè. Đây, 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 đây. Uống đi, uống đi. Ê chú, mới tới hả? Tụi đang có chút chuyện, mới qua đây kiếm. Tôi nhìn qua là biết hai người không phải dân vùng này rồi. Kiếm ai hả? Đúng rồi. Kiếm ai? Nói đi, tôi biết, tôi chỉ cho. Thì, nghe qua có vụ lùm xùm ở cây số 9 á. Ông biết gì không? Không. Tôi định hỏi ông vụ đó mà ông không biết thì thua. Phải có cái muốn biết là cái gì nữa chứ. Thì biết cái gì nói cái đó. Có gì thì cà phê đối với tụi này không quan trọng đâu. Sáng sớm nay có mấy thằng tới quán của tôi. Mặt thằng nào cũng lờ đờ như mất ngủ. Tôi hỏi mà tụi nó lờ không trả lời. Tụi nó đang tìm thằng nào bị đâm đó. Vậy là anh biết bọn nó là ai hả? Biết. Nhưng không biết hết. Trong đó có một vài thằng là đàn em của Chính Lượng. Người quen của tôi. Đàn em Chính Lượng hả? Hai chú cũng quen Chính Lượng hả? Biết. Nhưng có chắc là đàn em Chính Lượng không? Đã không tin thì đừng có hỏi. Chắc cú. Thằng nào là đàn em Chính Lượng? Tiền cà phê chưa trả mà hỏi nhiều quá. Thằng Tí Dẹo. Tự nhiên cái đứa của nhỏ như nhà. Ba sao mà biết tao cắp cái áo? Chắc đánh tao gãy tay quá. Kiếp trước chắc là tao mắc lỗi thiệt đó. Nên kiếp này ở trong nhà mà cũng lấp vô đi đòi nợ. Con đang cho bò ăn. Có gì không mở hai? Thằng giàu á, nó định bắt con gà chiến của thằng Sang. Con coi chừng nghe không? Trời ơi, sao con dám cản ảnh? Hồi sáng con mới nói mé mé là ảnh đòi đánh con rồi. Con gà đó, người ta trả thằng Sang mấy chục triệu rồi nó không bán. Con mà để thằng giàu bắt á, là Sang nó không tha cho con đâu. Hai cái thằng trời đánh đó, con sợ đứa nào hơn á, thì tự liệu mà tính nghe. Cho con nước, con đem gà vô trời ở chung quá. Sao được, thằng giả đốt dòi con á. Chứ con biết sao giờ, trên đe dưới búa kiểu gì cũng chết với hai ổng. Nếu mà thằng giả nó bắt gà thì con cứ la lên, kêu mở với cậu hai, nghe không? Dạ con biết rồi. Tưởng em gọi người tới bắt tôi chứ. Chưa tới lúc. Những gì tôi thấy từ sáng tới giờ thì em không phải là người đóng vai ác. Ác ngầm đó. Chú làm gì vậy? Tôi tập đi tới đi lui cho khỏe người. Động đậy vết thương chảy máu nữa là mệt đó.
Không sao đâu, em bắn vết thương khéo lắm. Chắc không chảy máu nữa đâu. Nhờ hồi cấp 2 tôi có học một khóa sơ cứu, nên là biết băng bó sơ sơ, bây giờ mới có dịp áp dụng. Vậy là tôi may mắn rồi. Cảm ơn em nha. Chú ăn hết phần cơm tôi mua rồi hả? Tôi ăn hết luôn rồi. Uống sữa nè. Lần đầu tiên trong đời tôi được uống sữa tươi ngon như vậy đó. Đâu rồi ta? Sushi ra tao biểu coi. Mày đâu rồi? Dạ. Mày nhìn lên coi. Em ra liền. Cái gì vậy anh ba? Mày có cất cái áo jean của tao, tao bán trên sờ rồ cũng vậy. Em không có cất. Điện cho nó đâu? Em đâu biết. Mẹ, cái áo xịn của tao. Kiểu này là thằng cha giàu nấy chứ không ai hết. Mẹ rồi trả cho tao. Lần đầu tiên tôi dám nói láo với anh Sang mà không chớp mắt luôn, hay thiệt đó. Tại thôi, tôi xin lỗi. Chú không cần phải lịch sự gì đâu, cứ cảm ơn rồi xin lỗi, tôi dám có quen. Những người trong nhà này, họ là anh chị cậu mợ của em hả? Ừ, là cậu mợ hai với anh chị họ của tôi. Sao cách họ đối xử, nói chuyện với Xuân Sương khó coi và khó nghe quá vậy? Tôi quen rồi. Còn ba má em đâu? Tôi không có ba. Còn má tôi ở trên đó đó. Vậy mọi việc trong nhà đều do một mình em làm hết hả? Mợ hai của tôi nói á, ăn cơm chuối thì phải múa tối ngày, nên phải làm thôi chứ biết sao giờ. Cậu hai tôi là chú tể trong cái nhà này mà. Dạ chào anh, chào chú, mời đi lối này. Dạ mời ngồi. Ghét nhất là chờ đợi. Mình tới sớm mà chú. Phải đợi coi như là mất thế rồi. Nhất là đại chủ nhà, họ làm như vậy là không có ý chào đón mình. Con thấy có gì đâu mà thất thế. Trong chuyện làm ăn, thuận mua thì vừa bán thôi. Ta bực mình vì không có Tư Đồn ở đây. Nó hứa rồi lại bỏ ngang, không nói một tiếng nào hết. Dạ, chào anh. Dạ, giới thiệu với chú Sáu, đây là Nam Thà, phó giám đốc công ty Hoàng Ngọc. Dạ, hân hạnh được biết anh. Chào anh Sáu. Hy vọng chúng ta mua bán thành công. Dạ. Công ty của chúng tôi luôn coi khách hàng là thượng đế mà. Và chắc chắn chúng ta sẽ là bạn hàng tốt của nhau.
chuyện coi khách hàng là thượng đế, chắc tôi có nhiều kinh nghiệm hơn cậu rồi. Dạ, em biết chứ. Anh Sáu đây nổi tiếng trong giới kinh doanh nhà hàng tiệc cưới. Khách hàng nào mà không qua tay anh Sáu? Chỉ có điều là trong làm ăn phải coi thượng đế mình thuộc hạng nào nữa. Nhìn cậu em này thấy quen quen vậy ta? Em mới gặp anh Năm lần đầu mà. Vậy sao? Mà sao tôi thấy quen quá? Thôi, trước sau gì cũng quen thôi. Cho coi hàng đi. Dạ. Em, dạ. Mời anh Sáu. Hàng độc nhất vô nhị đó. Thấy cũng thường thôi, nếu không nói là xấu. Vậy là yêu cầu của anh Sáu cao quá rồi. Tụi em vẫn còn thứ chất lượng hơn. Em, lấy hàng đỉnh nhất cho anh. Dạ. Người nào thích của nấy. Vẫn còn hàng khác để cho anh Sáu coi chơi. Dạ đây anh. Trong lúc chờ đợi, mời anh Sáu xem qua. Phải vậy chứ. Ruby hợp với người mặn quá. Vì vậy tôi mới tìm cho mình một món hợp với phong thủy. Dạ thưa Năm. Mời anh xem. Chú Sáu nên chọn viên này. Viên này coi bộ không hợp với chú. Chú em mày cũng biết coi đá quá chứ. Nhìn thiệt là chán ngắt. Chú chỉ muốn mua những gì mình thích thôi. Ngọc còn trong đá mà anh Sáu. Chắc gì nó là ngọc. Mấy cái này mới là chắc. Nhục, chọn bài viên lớn nhất. Coi tính tiền với anh Năm, giá cả không thành vấn đề. Bài viên luôn hả chú? Ừ, mua cho má con Yến nữa. Nếu không họ lại tủi thân. Có cần giám định không chú? Thôi khỏi. Chất lượng đá mỗi viên mỗi khác. Anh Sáu nên giám định cho đâu ra đó rõ ràng. Thôi khỏi đi. Vậy chú Sáu quyết định không mua viên ruby thô này hả? Ừ. Lẹ làng lắm. Cảm ơn anh Sáu. Gặp khách hàng xịn như anh Sáu đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu hợp tác được, sau này còn gặp lại nữa mà. Dạ. Em sẽ nói lại với anh Bảy giám đốc công ty. Nếu được làm ăn với anh Sáu thì còn gì bằng nữa. Dạ chào anh. Nếu đàn em chính lượng dính vô vụ này, anh phải hỏi chuyện thằng Trả. Phải làm cho rõ chứ. Chính lượng là lính của anh mà. Phản chủ thì phải xử. Ông không gọi thì để tôi. Mày gọi mày nói gì với nó? Kêu nó tới đây rồi tính. Nếu sự thật là như vậy, nó ngu sao tới. Alo. Chính lượng hả? Ông tới nhà tôi liền nha. Có chuyện gì vậy? Cái này tôi phải hỏi ông mới phải đó. Anh em tôi đợi nha. Chuyện của Chính lượng á, từ từ phán xét. Chờ Tư Đôn về rồi biết. Sao nó không nói địa điểm rồi mình ra đó đón về? Nó sợ người cứu nó bị trả thù. Cái thằng lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Bộ đó an toàn lắm chắc. Sáng giờ Sáu đợi có hỏi gì Tư Đôn không?
Nghe nói thằng Tự Đôn bận, không đi được với ổng. Ổng khó chịu lắm. Hồi nào giờ làm chung chứ, em không ưa nổi ổng. Mỗi người một cánh, hơi đâu mà ghét chứ ưa. Biết làm ăn hợp là được rồi. Ngu chốt mà thích chơi sang chảnh để khoe mẻ là sáu đời đó. Không hiểu sáu đời có hứng thú gì mà đồ mua đá đỏ. Nghe nói mạng của thằng Chả hợp với Ruby. Thằng Chả không chọn mua đá của nhà mình mà chọn hoàng ngọc của bảy hoàng. Chứng tỏ là thằng Chả coi thường tụi mình. Tao không nghĩ như mày. Thằng Tử Đôn nó khôn khi không đưa sáu đời đến công ty của mày để mua hàng. Nó phải tính sao để cho không ai mất lòng ai. Lâu lắm rồi á mới thấy cả nhà có một bữa ngồi ăn cơm chung vậy đó. Ở đâu ăn ngon thì ăn thôi má ơi. Nhỏ vô gì mày? Ý mày chê má nấu dở hả? Cái đó ông nói như vậy tôi nói nha. Cái này hơi mặn nha má. Mặn hả? Dạ. Sushi, mày lấy cho tao cái ly coi. Ê, lấy tao cái muỗng luôn. Ê khoan, sẵn mày lấy giùm tao mới chớ coi. Vào. Ông lấy cái áo jean của tôi đúng không? Cái thằng này. Tao lấy áo mày làm gì? Tụi mang ở đó sao biết mất rồi? Mang bậy mất ráng chịu. Mà nói gì kỳ vậy? Tụi mang đồ trong cái nhà này nè. Nào giờ có mất cái đồ gì đâu. Đồ nhà này ai lấy là lấy công khai, chứ đâu có ăn cắp đâu. Mày vô duyên lần hai nữa mày. Nhiều chuyện quá. Thôi. Rồi ăn đi. Mẹ, sao mà mất cáo được chứ? Hay là mày đi ra đường mà bỏ quên đâu rồi? Quên sao được mà quên? Cáo xịn của tôi sao quên được? Ê, khuya qua chó sủa rừng trời luôn á. Có khi nào ăn trộm lấy áo mày đi bán không? Mẹ, cái áo đó đem đi bán cũng được mấy trăm. Ba cái thứ thù độ bà đâu quơ đó. Tôi mà biết được ai lấy tôi chặt tay. Ê, ở đâu chứ thù độ nhà này cũng có rồi nha. Mày vô duyên hoài nha mày. Thôi. Ta nói ăn đi. Thằng Tí Chèo á, nó làm chuyện động trời này. Thật tình là tôi không có biết. Đối với chị là vô trách nhiệm. Tôi muốn có nó. Nhưng mà tôi đã trốn rồi. Sao biết nó trốn? Tôi nhỏ nó có nói. Hồi tối tôi có nghe chuyện lùm xùm này. Nhưng tôi không biết cậu Tư là người bị đâm. Bằng mọi giá phải kiếm nó cho được thằng Tí Chèo. Tôi muốn biết ai đã làm ra cái chuyện này. Tôi hiểu rồi. Hai cậu có cần hỗ trợ gì không? Tìm thằng Tí Chèo về cho tôi là được rồi. Dạ được. Anh tin hắn nổi không? Tao tin Chính Lượng. Chính Lượng mang ơn anh em mình. Nó không dám phản đâu. Sung dữ vậy mày? Dạ mà sung quá vậy? Làm gì vậy Phan? Mày ra mày.
coi sao hồi đêm hôm mẹ nó sủa nè. Mày sao không mày ra hết vậy? Gì tao sợ mày. Mày chết rồi. Đồng quỷ. Gì mà la như vậy? Chắc chắn rồi không? Có đứa vô nhà này. Bằng chứng đâu? Nè, đó đó. Cái ghê vậy? Cái này đâu vậy ba? Sao tao biết? Mày hỏi tao. Đâu ra vậy mày? Tôi thấy con mẹ nó đang cắn. Ráo máu không như vậy. Chắc chắn là của cái thằng bị chém hồi khuya. Thằng bị chém? Bơi bơi. Thằng bị chém, bây giờ tìm được nó là con có tiền. Con có tiền, con có tiền. Ông điên rồi hả? Bộ nó đứng đó cho ông kiếm hả? Ờ. Nhưng mà mày á, mày có chắc là nó vô nhà mình không? Hay là con phèn nó tha đâu vậy? Chắc chắn là nó vô nhà này. Cái ghê vậy? Có đâu cha, đi tìm hoài. Nó đi đâu vô nhà mình? Ủa? Hồi khi mà có ra sân kiểm tra hả? Tao chứ con Sushi có ra ngoài sân rồi. Có thấy mẹ gì đâu. Ông mà thấy chắc nó thịt ông luôn. Ờ. Tao chắc chắn với mày, nó không có vô nhà mình. Thì chứ ai lấy cá của tôi. Trời đất, ông vô như thiệt á. Mất cái áo mà lôi cả nhà ra hỏi từ sáng tới giờ. Ờ đúng rồi. Áo mày không giữ, giờ mày hỏi làm gì. Ủa con Sushi đâu? Nó đang rửa chén. Sushi mày ra đây. Sushi. Mà mày kêu nó ra làm chi? Tôi hỏi tội nó chứ gì. Ờ đúng rồi, hỏi nó đi. Sushi. Dạ. Cái này ở đâu ra? Cái gì vậy anh? Cái áo máu của thằng chó hồi khuya vô cái nhà này. Mẹ nó lấy cái áo của tao chứ không ai khác. Mày coi nhà kiểu gì mà để trộm vô nhà không biết vậy mày? Hồi khuya mày nói có ra sân coi trước khi tao ra với mày. Mà có thiệt không? Dạ thiệt đâu anh. Con thấy gì hết á. Mày ra làm cái gì hai lần mà không thấy gì hết trơn vậy? Mày nói gì? Thằng mất dạy. Thì con Sushi nó ra. Rồi ba ra. Ba với nó cùng ra nữa. Mà không thấy, con nói là đúng rồi. Nhưng hơn ông là ngáy khò khò. Mẹ, hồi khuya mà có tôi ở nhà hả? Khó có chuyện gì mà quá bắt được tôi. Rồi giờ mày hỏi tội gì Sushi? Cái áo của tao mới bận có ba lần. Rồi bây giờ mày tính sao đây? Ê, mày vô duyên mày. Mày mắc cười quá à. Cái áo mày nó có làm mất đâu mà đòi tính toán với nó. Mẹ, con mẹ còn phát hiện ra cái áo. Nói được không? Mày còn chẳng kiểu gì vậy? Con Sushi đâu phải chó đâu. Ông sao sánh kỳ vậy cha? Mỉm đi. Mất bò mất gà là chuyện nhỏ. Mất bạn thì tính sao? Thằng nào dám đụng nữa tao. Mày giới đỏ không? Ba đừng có chủ quan. Thời của ba qua rồi. Ê, dám nói tao vậy hả? Còn tôi nói không đúng hả? Mày nghĩ sao câu hỏi của tao hả? Sáng giờ vô ra mấy chục lần mà mày không thấy cái áo này là sao? Chắc là con phèn nó thả đâu về. Cái thằng của tao hả? Tao hỏi mày một lần nữa, tại sao cái áo của tao biến mất? Mày đem bán rồi đúng không? Em có lấy. Mày là con đứa vô đây lấy đúng không? Mày nhận ra trách nhiệm giữ nhà của mày chưa hả? Nghe chừng nghĩ đi. Từ giờ trở đi, cái nhà này mà mất món đồ gì mày phải đền cái đó, nghe chưa? Em phải cái máy. Mày làm gì suốt ngày như vậy? Cả cái chuyện của mày. Ê, thôi đi mày. Cái này mày ghét lắm. Thôi đủ rồi thằng kia. Dù gì con Sushi nó cũng cần hơn tụi bay á. Mày đem gì để trả nợ cho má mày? Không ai bộc lộ mày hết. Đang quan ở cái trời đó còn không ra chuồng bò ở cho mày. Đúng rồi đó. Tôi đề nghị á, dẹp luôn cái trời này đi. Cầm đi. Hệ tán nó đi. Cái nhà này loạn hết rồi.
thì giãn tuồn rồi, ai đứng đây làm gì nữa. Họ thường đánh em đó mà. Không, thấy em bị đánh mà tôi không làm được gì cả. Tôi cảm thấy mình vô dụng. Không có liên quan tới chú đâu. Tôi nghe hết những gì họ nói mà. Má em nợ họ bao nhiêu tiền? Má em phải làm quần quật suốt ngày. Chú đừng có hỏi nữa. Nên đi con bé, ân nhân cứu mạng của tôi. Chú nói là cố đi. Tôi không có nghe mấy lời gì đâu. Dì giúp tôi mà em ra nông nỗi này. Tôi nói thật lòng bạn. Ba em có biết là em sống khổ sở như vậy ở đây không? Chắc ba không biết có tôi trên đời gì đâu. Chú bị đau hả? Tôi bị đau quá tim. Vì em định mà đã đưa đến để tôi gặp em. Tôi sẽ không bao giờ quên Sushi đâu.
tầm 10 giờ đêm nay. Tôi đưa chú ra lộ, theo lối sau chuồng bò. Chú tính như thì tính đi nha. Giờ đó an toàn không? Giờ đó, nhà cậu tôi không ai ra chuồng bò đâu. Nên chú yên tâm đi. Ra lộ lớn được rồi, nhưng địa điểm là cái gì? Để tôi còn liên hệ với người nhà nữa. Cây số 8 lộ lớn. Cây số 8, được rồi. Chú nằm nghỉ đi. Còn em thì sao? Tôi còn công việc ngoài chuồng bò. Ồn ào quá, sốt ruột quá thì gọi cho nó, đừng có trút bực cho tôi. Tao gọi cho nó cả chục lần rồi, nó không bắt máy. Giờ không biết nó ra làm sao nữa. Anh nghe. Tối nay anh có ghé không? Không, anh bận rồi. Buổi tối mà bận gì, anh qua nha. Em chờ đó. Giá trời tối nay mọi chuyện rất là không thể có nước mình chết. Cô kêu gọi cho mày phải không? Ừ. Anh thắc mắc ba chuyện gì đâu không? Tao không ưa con nhỏ đó. Anh có ưa con nào đâu. Số của thằng Đông gọi hồi sáng. Đông hả? Anh hai, em nè. Tối nay 10 giờ ở cây số 8 lộ lớn. Anh cho người tới đón em. 10 giờ cây số 8 lộ lớn. Anh nhớ rồi. Anh đi cẩn thận và bí mật. Tụi nó còn lùng sục em dữ lắm đó. Anh biết. Em ổn không? Em ổn. Trước 10 giờ em sẽ gọi cho anh một lần nữa. Anh nhớ rồi. Anh cũng đừng tới chỗ hẹn sớm quá. Thế nào tụi nó cũng còn lùng sục em thôi. À, phải cho tụi nhỏ đi theo. Theo mày, ngoài thằng Nhâm ra, còn thằng nào theo được? Nhâm à. Nhâm. Dạ. Mày kêu vài thằng đàn em nữa tới đây liền. Biểu tụi nó sẵn sàng, nhưng nhớ không cho biết đi đâu, làm gì, nghe chưa? Vậy có mang theo cái gì không anh? Có. Nhớ tịch thu di động tụi nó. Tuyệt đối không được sơ suất. Dạ. Má em mất ở trong căn chòi này hả? Ừ. Ở trên chiếc giường này vì bệnh lao. Nên cả nhà cậu hai không ai dám vô đây hết, vì sợ lây nhiễm trùng lao. Suốt ngày em cứ thui thủi một mình vậy đó hả? Cứ thế mà sống thôi. Không bạn bè gì hết sao? Có chứ, mà chú quan tâm làm gì? Em có nghĩ tới lúc mình sẽ rời khỏi đây không? Đi đâu mới được, khi đây là nhà của tôi. Nhưng những người đó, họ đâu có xem em như người nhà đâu. Thì cũng có lý do, nhưng mà tôi không muốn nói. Liên quan tới món nợ của mẹ em đúng không?
Chú uống sữa lóc dạ đi. Cảm ơn Susie. Chú liên lạc với người nhà chưa? Rồi. Họ chờ tôi lúc 10 giờ ở cây số 8. Thank you.